Đây là công đoạn cuối cùng trước khi cho cục máy nổ là phải cấp điện cho nó. Đây bình, dặn cọc bình vô ha, dặn cục bình vô. Cái này có bình xăng nè, cái này là nổ thử thôi cho nên không cần hỏng gió, không cần lọc gió cho nó kêu luôn. Này có sẵn công tắc nè, đồng hồ nè, két nước phải có ha. Này treo tạm lên thôi các bạn, phải có nước chứ không là xèo luôn á. Yeah. Cục máy Ninja 400 sau khi xử lý mấy bữa giờ, bây giờ bắt đầu đề máy thử lịch sử, thời khắc lịch sử. Không cấp cái đồng hồ vô đâu biết được nó là sao ạ. Mình có cái đồng hồ mà, đúng không, đúng không? Đồng hồ đâu Khánh? À, lấy cái đồng hồ đi. Ủa, cái này là treo lên đây được không? Anh nghĩ treo lên đây được á chồng. Khoan để rút nó ra. Rút nó lên cao được không? Rút bên đây được. Cắm cái đồng hồ vô thử cái. Lên không? Rồi. Cái kim nó quay vui vậy. Đó. Thử. Lên. Rồi. Bấm thôi nó có tác dụng gì không? Đèn nổi tiếng mới nổ máy. Né. Lâu lắm mới vô máy rồi. Còn lâu mới nổ. Rồi hết mấy bình. Có xăng như mày. Rồi. Có bơm không? Có thông báo gì không? Coi cái này coi. Đổ tới xăng. Sao cái đèn này nó không tắt? Đèn động cơ á. Nó không nhận xăng rồi. Thấy không? Yeah, ok. Rồi, công định cuối cùng. Giờ sẽ bật đồng hồ. Lên đồng hồ. Khoan, cái này 9 giờ tối rồi cho nên phải thủ sẵn. Rồi, ok, lên. Như vậy. Ok, ngon lành. Giờ còn cái sườn nữa. Là có xe độ chạy rồi.